Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong loạt video hướng dẫn đầu tư vào dự án WPP Energy. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu thông tin về dự án WPP Energy, đặc biệt là lộ trình của dự án. Trụ sở chính đặt tại Geneva, Thụy Sĩ, là công ty hàng đầu trong ngành năng lượng tái tạo toàn cầu từ năm 2009 do ông chủ tịch Raphael Benz dẫn đầu với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nhiệm vụ của WPP Energy vẫn nhất quán trong suốt thời gian vừa qua, đó chính là sử dụng công nghệ tiên tiến và đột phá để sản xuất và cung cấp năng lượng sạch 100% giá cả phải chăng và hiệu quả nhất trên thế giới. Năm 2018 trở đi mang lại cơ hội phát triển chưa từng có cho WPP Energy và các nhà đầu tư của nó. Nhiều năm nghiên cứu và phát triển hàng đầu đã đạt đến đỉnh điểm thành 3 giải pháp thay đổi chi phí năng lượng sạch HHO với chi phí thấp. Điều này cùng với việc chấp nhận thị trường công nghệ blockchain cho phép WPP đưa mô hình kinh doanh chi phí sản xuất điện năng thấp của mình lên một tầm cao mới. Thời điểm hiện tại, dự án WPP Energy đã đi được hơn một nửa chặng đường và hiện tại lộ trình tháng 7 của WPP là WPP Token Website Pre-ITO Launch, tức là WPP ra mắt trang web pre-NIST và bắt đầu bán hàng ITO trước. Giai đoạn tiếp theo là ngày 31 tháng 7, xây dựng kỹ thuật số, WPP bắt đầu phát triển nền tảng. Tới ngày 15 tháng 9 là kết thúc giai đoạn pre-ITO sale. Giai đoạn thứ tư là vòng ITO bắt đầu từ ngày 20 tháng 9. Giai đoạn thứ năm, Energy Crypto Currency Exchange Platform September 2018, tức là WPP bắt đầu phát triển nền tảng trao đổi tiền điện tử. Giai đoạn thứ 6, Green Energy Digital Platform November 2018, tức là WPP hoàn thành việc phát triển nền tảng năng lượng sạch. Giai đoạn thứ 7, kiểm tra chuyển đổi nhà máy điện HRO đầu tiên vào tháng 10 cho đến tháng 11 năm 2018. Chuyển đổi nhà máy điện gây ô nhiễm HRO bắt đầu thử nghiệm tại Hy Lạp. Giai đoạn thứ 8, ITO kết thúc ngày 20 tháng 12 năm 2018. Giai đoạn 9, WPP hoàn thành việc phát triển nền tảng trao đổi tiền điện tử năng lượng vào tháng 12 năm 2018. Giai đoạn thứ 10, WPP Energy Mobile App và Wallet vào tháng 2 năm 2019. Triển khai ứng dụng WPP Wallet vào tháng 2 năm 2019. Giai đoạn thứ 11, mở rộng nền tảng vào tháng 4 năm 2019. WPP cam kết mở rộng đáng kể trong phạm vi nền tảng trao đổi tiền điện tử. Giai đoạn thứ 12, các dự án năng lượng thủy lợi chính thức của Nghe đối tác với AEG vào tháng 8 năm 2019. Giai đoạn thứ 13, HRO cho chủ sở hữu nhà riêng của thị trường vào tháng 9 năm 2019. Công nghệ WPP HRO bước vào giai đoạn phát triển cuối cùng để triển khai nhà ở, cung cấp nước nóng, sưởi ấm và cung cấp điện hoàn chỉnh. Giai đoạn thứ 14, HRO chuyển đổi năng lượng điện vào Thụy Sĩ vào tháng 10 năm 2019. Giai đoạn thứ 15, di động HRO cho khai thác ngắn hạn vào tháng 12 năm 2019. WPP được công nhận là nguồn năng lượng ưa thích của thế giới với khai thác crystal thông qua sự thành công của nhà máy điện di động. Giai đoạn thứ 16, cam kết giao dịch hợp đồng châu Á vào tháng 4 năm 2020. WPP bắt đầu xử lý chất thải của các nhà máy điện năng lượng tại Congo và các dự án nhà máy điện rắn đô thị. Giai đoạn thứ 17, cam kết giao hàng hợp đồng Morocco vào tháng 9 năm 2020. WPP sẽ bắt đầu 5 dự án xử lý chất thải cho các nhà máy điện năng lượng ở Morocco, bao gồm 10.000 tấn chất thải rắn đô thị tạo ra tổng công suất là 1.000 MW mỗi giờ. Trên đây là video trình bày lộ trình chi tiết của dự án WPP Energy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.